Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh về miền Tây Bắc của Long nhá. Xin chào mọi người. Hôm nay anh em mình lại tụ tập với nhau các bạn ạ. Mình sẽ sang thăm em Váng bởi cũng khá là lâu rồi, rất là mọi người yêu cầu là lâu quá rồi anh không sang nhà Váng. Thì hôm nay mình sẽ có cơ hội sang nhà Váng nhá. Và anh em mình sẽ làm một số cái món ẩm thực và lên trên cái đồi rất là đẹp các bạn ạ, để quay một chút về ẩm thực nhá. Xin mời các bạn hãy theo chân mình. Hôm nay anh em mình sẽ thiết kế bổ gà và đi nướng gà các bạn nhá. Mày Váng cho anh ăn những món gì đi Váng? Gà nướng. Gà nướng Tây Bắc. Váng ở nhà có hay mổ gà không em? Em có. Có biết cắt tiết không? Em có ạ. Giỏi đấy. Gà nướng các bạn nhé. Váng, đợt này dịch em có được nghỉ học không? Em không, em ở nhà. À thế à, thế nhưng mà mấy bạn ở bên ngoài chỗ Yên Bái anh thì vẫn phải đi học bình thường. À được nghỉ học chứ. Nhờ. Được nghỉ học bên Hà Giang này lại được Hà Giang là nghỉ học nhiều. Lại vẫn phải đi học nhờ. Bên này nó lại ít dịch hơn. Nó xa hơn, trung tâm hơn thì chắc là đỡ lây nhiễm hơn nhiều. Hình như là cả tỉnh. Váng đợt này có cái đồng hồ đẹp gì? Thế này. Xinh nhỉ, đồng hồ có chạy được giờ không đây? Mà em đi học xong thầy giáo bảo. Ủa, đồng hồ chết rồi kìa em. Không chết đâu. Lâu lâu, khá lâu, mấy tháng rồi mình không sang thăm em Váng được các bạn ạ. Các bạn cũng yêu cầu mình sang quay ấy. Thì hôm nay anh em mình cũng có dịp rảnh rỗi thì mới sang được. Hôm nay sẽ làm một chút ẩm thực, đa phần quan trọng là trải nghiệm cái cuộc sống ở bên cái bản Mông nơi em Váng sinh sống được các bạn. Váng vặt lông nhanh thế, hai anh em vặt lông hơi bị nhanh đấy. Bây giờ ra ngoài này để đổ bớt cái lông gà đi. Con trâu nhà em bán gì à? Bán được bao nhiêu triệu? Bốn mấy triệu con trâu cơ á? Dã man nhỉ. Đây là cái khung cảnh ngoài vườn nhà em Váng các bạn ạ. Chỗ này là trồng rau, trồng bí này. Rau để sinh hoạt thường ngày đó. Đi vào tiếp tục mổ gà. Thôi để cho đông tiếp tục tiến hành đốt cái gà đi. Gà này khá nhiều lông tơ đấy. Váng sẽ di chuyển ra để rửa những cái rau thơm hành tỏi này. Cũng khá là muộn rồi. Anh em mình phải làm nhanh nhanh lên thôi. Khá muộn rồi. Như em không quen anh. Như mới về bà anh này. Không quen anh. Em ở gần này. Để anh xung phong này. Em 11 ạ. 11 ạ. 23. 22. Anh hai là hợp tuổi anh đấy. Anh 97. Anh 97. Anh 97. Em nhìn anh kiểu 98. Em khi nào tuyển nghỉ không? Em đi rửa slot hành tỏi đỡ Váng đi. Không làm đâu. Không làm đâu. Để em lượn thật. Cái này em không làm đâu, em chỉ làm khác thôi. Nói đấy thôi, nhà đàm đang lắm anh nhỉ. Chẳng qua hôm nay lười đúng không? Váng ơi, đội này đi học không em? Có. Đi học bình thường à? Anh tưởng được nghỉ chứ. Chúng em vào đây rửa tí Váng. Chú em là... Thế Mai có được nghỉ không em? Vẫn đi học bình thường. Cậu này Váng đi học bạn nhé. Nên là anh em ít khi có thể ra. Mày kiểu gì ấy bác ạ? Hả? Từ con dao khác quay cho nó thành con dao cùn đúng không? Đúng rồi. Máy đẹp nhỉ. Anh thường đi máy đi tao tao mượn mặt rồi. Sáng này kia này ra đây. Váng sinh năm 2007 em nhỉ? Em quên rồi. 2003. Chết này anh em ít quan tâm với nhau quá. 2003, 2003 hôm nay 17 tuổi. Đúng không? Sang năm là. Anh hỏi thật nhá, em có sợ ấy không? Em không. Tại sao? Tại vì mình xinh đẹp. Không phải. Mà kiểu em thấy em thấy sống của mình thích hơn. Sống của mình thích hơn. Chỗ mày Váng còn bán hàng online không? Em có. Nick bán hàng của em là gì? Là cái nick Facebook. Em có một nick, em chỉ chơi một nick. Đây là một chút hành khô này, có nghệ này. Có xả và một chút ớt thì anh em mình sẽ tẩm ướp thêm những cái gia vị nữa. Thì cho nó gà thơm thơm một chút đúng không? Váng ơi, Váng. Dạ. Quay đây cười cái gì nào.
Ở bên em này các bạn ấy có lấy chồng sớm không em? Khoảng bao nhiêu tuổi lấy chồng? 207. 207 lấy chồng rồi. Ui rồi. Không phải đâu. Về làm dâu đây không? À về làm dâu đây á. Thế rồi thì, nhưng mà cũng là người Mông đúng không? Ở bên Yên Bái. À, Yên Bái thì có Mù Căng Chải các thứ, bạn đấy cũng có nhiều người Mông mà. Hoặc là bên Trạm Tấu. Vừa nghe tin 207 lấy chồng. Thấy tiếc. Tiếc à? Đi về đây. Chơi đã. Đi à, không đi cùng à? Ôi, từ từ đã. Em ơi, tí đi cùng bọn anh. Về làm gì, nhà có gì đâu. Cái này còn mẹ cạo sạch không? Cạo hết đất rồi em, không cần phải cạo sạch vỏ đâu mà. Để một kẹp vừa không nhỉ? Thế một kẹp thôi nhỉ? Một là thì một kẹp thôi. Vâng, bán hàng online này em bán quần áo, giày dép nhỉ? Em bán cái gì em cũng bán. Cái gì em cũng bán á? À? Người có bán không? Em có. Có. Mua hàng là được free người. Anh kinh nhỉ, thế cũng dễ đấy nhỉ. Mai kiếm cái món nào khoảng chục hai chục nghìn đấy. Có đầy, rẻ em có mà đắt không có. Thế có bán được nhiều không? Một tuần tốt hơn một lần. Nói cố gắng giờ vừa đi học vừa đi làm thêm, vừa tạo niềm vui mà cũng có thu nhập để để mua sắm quần áo các thứ để mặc, sách vở các thứ kèm cặp vào. Thế bố đã ốm chưa? Bố em vẫn chưa. Nói cố gắng nhá. Ế quá ơi, gà này cũng khá là béo ấy nhỉ, ngon lắm rồi. Nhìn cái thịt mà quên mất vừa nãy không quay cái đoạn váng bắt gà trong chuồng ra. Nhìn trong cái, vườn ra nhìn cái thịt đã biết là gà ngon rồi. Đoạn này vội quá không kịp quay các bạn ạ. Gà nhà váng đấy, nuôi vàng óng luôn này. Đây là mẹ váng các bạn ạ. Chào cô. Cô đang thêu ấy à, thêu quần áo của người Mông mình à? Đây là thêu cho tụi trẻ hay là thêu cho cô đấy? Thêu ai cũng mặc được ạ. Ai cũng mặc được à? Đẹp nhờ. Hôm nay mưa nên cô không lên lương được đúng không ạ? Hôm nay mưa không đi ở nhà. Cô thu hết xong cam chưa? Xong rồi. Ừ. Dạ vâng, thu hết xong cam rồi. Thế là chỗ này đang ở nhà. Để mấy nữa thì lên chăm sóc dây cỏ bón phân thôi. Cô đang thêu đai à? Cái đấy là cái đai váy à? Cái gì đấy ạ? À, đai váy đấy các bạn. Cái trang phục của người Mông này thì sặc sỡ, sắc màu lắm các bạn. Nhất là những cái bạn trẻ như của váng ấy. Thì nhiều hoa văn hoa tiết lắm. Thêu cũng khá là lâu đấy. Lâu đấy này là... Vâng. Đây... mấy ngày mới hết một cái đấy. Thế cô đã tuyển con rể, chuẩn bị tuyển con rể chưa? Chưa. Chưa. Rồi nó váng vẫn đang học đúng không cô? Để bây nó giờ học xong đã. Bây giờ học xong đi làm rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Ở trên nhà váng thì có cái túi này hay lắm các bạn, được làm từ cái tải ấy, tải nó bón tải phân hoặc là tải cám. Cắt ra xong làm hai quai này để đeo lên trên lương ấy, để đựng đồ lên trên lương, nước uống hoặc là thức ăn để ăn qua trưa đấy các bạn. Đấy, cái này làm như này là để tạo màu và thơm cho gà. Thơm đông khéo tay lắm các bạn, anh em mình đi đâu cũng toàn đông làm thôi. Đây là một cái số cái gia vị nhất thiết các bạn ạ, có hành, có nghệ này, có ớt, tỏi. Một chút cái hạt, một túi ngũ vị hương nữa. Mình sẽ cho cái ngũ vị hương này vào ăn cho nó nhiều gia vị thơm. Một ít mắc sa khén. Tế, mắc khén, hạt dổi. Một chút hạt tiêu nữa. Đấy, trên bình cứ có cái gì là cho cái đấy thôi. Ở tại nhà váng có cái gì thì mình sẽ cho những cái thứ đó các bạn nhé. Đấy, vàng mặt. Đúng là gái miền núi các bạn ạ. Gái miền núi với gái nông thôn là đảm đang lắm, việc gì cũng biết làm. Nói chung là nấu ăn thì mình cũng không dám khẳng định là ngon đâu, nhưng mà nói chung là sơ chế những cái món bình thường này thì món nào cũng có thể làm được. À đấy, Váng vừa lại cãi với mình các bạn ạ. Váng bảo là đây không phải là Tây Bắc, đúng rồi, đây là bên Hà Giang các bạn nhá. Hà Giang là thuộc Đông Bắc rồi, nhưng nói chung là nó vẫn là vùng núi của chúng ta đúng không? Thì các bạn nào mà có nhu cầu mà lên trên này tham quan cũng như là trải nghiệm cái cuộc sống ở trên này thì cứ alo mình nhá, hoặc là liên hệ với Váng. Mà bạn nào mà có ý định mà lên đây làm rể nữa thì có tuyệt vời luôn. Thứ nhất là trên này thì cái không khí nó rất là trong lành các bạn ạ, con người thì thân thiện lắm. Mỗi tội là kinh tế kém thôi. Nước chấm anh
Cái này tí ớt mình làm ít nước chấm, còn lại tỏi hành thì mình cứ cho hết vào gà kia thôi. Cái này tí để cho nó gà ngấm ngấm một chút xong này nhộng lại nữa mày em. Một, đúng không? Một tí cái này để bát mang đi à? Ừ. Không, đấy rồi tắt được vào cái cống vào cái bát này. Cho vào cái bát con nào nào mình cũng phải dùng một bát con để lấy nước chấm đúng không? Rồi, okay, anh em mình đã xong rồi này. Váng sẽ thái một chút cái gia vị để làm nước chấm. Còn gà này thì anh em mình đã ướp, bạn Đông bạn đã ướp rất là ngon đây rồi. Thì anh em mình sẽ di chuyển lên cái khu vực đất trống các bạn nhé, để nó rộng rãi một chút để mình nướng. Cứ nướng ở nhà thì nó sợ khói bụng các bạn, sợ khói vào nhà. Rồi ok, Váng ơi, Váng đựng những cái đồ này vào thì anh em mình chuẩn bị di chuyển thôi. Cũng khá là muộn rồi. Có cái túi nào đựng cái này không nhỉ? Túi bóng xanh. Bởi vì di chuyển lên cái bãi đất kia thì mình sợ lên trên khu đó nó không có củi các bạn ạ, nên là đột kích ra cái nán củi của nhà Váng ạ, ăn trộm bố mẹ Váng một chút củi. Mình sẽ ăn trộm xương xương. có đi lấy củi bình thường, có đi lấy củi không mà đi ăn trộm bố mẹ này? Ờ, nhà em là dùng củi cây nán các kiểu cây cam. À đúng rồi. Nhưng cũng à, chết hoặc là mình thi thoảng mình cũng phải tỉa cành chứ đúng không em? Vâng. Nhưng cái đây này các bạn này, nhãn vải cũng như là cam này thì sau khi hái quả xong hết mùa vụ ấy thì mình cũng phải tỉa bớt đi, xong là bón phân vào thì những cái lộc mới tán mới nó mới ra thì năm sau quả nó mới sai các bạn. À, cam. Mình sẽ quay cho các bạn hết cảnh này. Được rồi đấy Váng ơi, tầm đấy là anh thấy ổn rồi đấy, cũng khá là nhiều rồi vì nướng cũng ít đồ thôi mà. Lên à? Đâu có, để đấy, để bọn anh con trai bọn anh khay, em vào trong đi. Đây là toàn thể nhóm anh em mình ạ, hôm nay cũng khá đông đó. Sẽ rất là vui đây, giờ sẽ chằng củi và di chuyển nhá. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển lên cái bãi đất cỏ rộng đấy các bạn nhá. Sẽ quay một chút cái đoạn đường đi ở trên cái bản mốc này. Không khí trên này thì ấy lắm các bạn ạ. Tí nữa, tí đoạn kia tí xanh sau, tí em mới tắt quay. Đấy, đoàn anh em mình đi hôm nay đây các bạn ạ. Wow, đường này không biết là có trơn không. Mình dừng lại đi sau sau một chút. Đi gần nhau quá sợ đâm một đít xe. Trên này thì đa phần là đường xá thì nó chỉ như này thôi. Có một số chỗ phát triển hơn thì đổ bê tông, còn lại đa phần là đường đất các bạn ạ. Đấy, cái khung cảnh bên này thì có những cánh rừng mà trồng cây bồ đề, cây mỡ. Còn xuôi xuôi một chút, cái cánh rừng nó thấp hơn thì bà con nông dân ở đây sẽ trồng cam. Đa phần ở đây sẽ sinh hoạt và cũng như là sinh sống bằng cái nghề trồng cam các bạn nhé. Đây để nó có đèo thoát xuống. Đẹp đèo thì mất toàn ngay. Wow, trên này có một cái cánh gọi là lung lung. Không phải, nó là một cái sải đất, nó gần như kiểu bình nguyên đấy. Nó có rất là nhiều cỏ xanh mượt luôn các bạn. Đứng đồ trên này thì hợp lý quá rồi. Này thơ mộng hữu tình. Để xem con này đi. Đây các bạn ơi, một cái đồng cỏ này rất là xanh này. Đường đồi trên này thì hợp lý quá rồi. Đây là toàn bộ nhóm anh em mình đi. Các bạn ở phía xa xa kia là bản làng của người Hơ Mông đó. Những cái mái nhà cũng thưa nhau lắm, thi thoảng mới có một mái nhà lúp lên thôi. Toàn rừng cây thôi, rất là đẹp. Ấy, bây giờ Váng đóng cọc.
Váng phải thả tay không? Váng. Được rồi, em ơi, được rồi. Váng được đấy nhỉ? Con gái biết bóng điếc này ổn đấy. Hợp lý. Khỏe lắm các bạn ạ. Gái vùng núi mà. Kính đẹp nhỉ? À đây này, kính bán, em bán đấy. Bán váng bán cả kính nữa. Hay chỉ có 25 ngàn. Đâu rồi, bật đâu rồi? Ai cầm bật lên không? Bây giờ anh em mình sẽ thiết kế nhóm bếp thôi. Cho lửa vào. Mình về váng đi lên trên này xem có củi không để nhặt thêm một chút các bạn ạ. Sợ bằng kia củi thì sẽ không đủ rồi. Em quay lại lấy con dao đi. Ở kia mọi người chặt rồi. Anh em mình di chuyển lấy một chút củi ở trong cái búi tre này, nhặt nhanh những cái cành nhỏ cũng được mà. Anh em hết mùa măng và hình ảnh em gái mơ mơ. Sao? Không sao đâu. Kiểu này mà đun một lúc nó khắc ráo, khắc cháy hết. À, búi tre này có một cái nấm, không biết là nấm, chắc là nấm, nấm không ăn được rồi, nấm độc rồi. Váng em cứ nhặt nhạnh những cái cành nhỏ nhỏ cũng được mà, chặt những cái cành nhỏ nhỏ đi mình đun thêm thôi. Bởi vì kia mình có củi to rồi, mình đun cho nó cháy bốc lên cho nó nhanh có than này. Nhà váng hay tiện nhờ trồng cam, bưởi với cả nhãn đấy thì tỉa tót những cái cành đấy hoặc là những cái cây nó bị chết ấy, làm củi luôn. Bình thường ngày thường thì váng thường thường đi học sáng em nhỉ, buổi chiều lại lên nương giúp đỡ gia đình, còn buổi tối thì học. Hôm nào rảnh rảnh thì lại đăng bài online bán những cái quần áo, những cái kính của học sinh đấy các bạn. Em cái đồng hồ kia em bán à? Phải không? Không, em mua yeah. Ấy, em thấy đẹp em mua. À, thấy đẹp là mua. Thế bình thường ở nhà em bán những cái đồ gì? Em bán quần áo. Muốn mua đồ giúp em bán thì có thể vào Facebook nhé. Mình sẽ để cái link Facebook bên dưới để mọi người vào giao lưu. Đây là đi dép tông nhưng mà gai góc là dẫm phải pẹp nhỉ. Bàn chân này là bàn chân chai sạm. Đây, leo đồi leo núi nhiều rồi các bạn. Ừ, cũng thoải mái rồi đấy em ạ. Anh em mình di chuyển dần về đi. Nóng không? Có. À, anh em đã kèm gà rồi các bạn ạ. Kèm gà và sen nướng thôi nhá. Cái củi này cũng đã thành than khá là nhiều rồi. Nóng lắm. Cái này cũng khá là nhanh chín thôi bởi vì là gà mình rát mỏng ra mà. Bây giờ váng sẽ quệt một chút cái màu đẹp vào các bạn ạ. Đó là tẩm cả gia vị các thứ đấy. Anh em mình tẩm hết vào cái lọ kia rồi. Và bây giờ sẽ quệt lên nhá trong cái giai đoạn nướng. Quệt dày vừa thôi em, không sợ nó cháy ấy. Bất chấp. Em mượn quệt anh làm kiểu ảnh phát nào. Anh minh họa thôi, anh chụp riêng đấy thôi. Thôi. Làm việc đúng. Kia gì nữa. Mò mè đi cho mình lên tôi cũng nóng lắm rồi đấy. Xem về miền Tây Bắc hay hướng về kênh của mình Quyền Vlog Hoa Mi nhá. Cười lên đây cười. Em không biết nhưng mà chụp ghê đi. Đấy gì? Thôi. Nóng lắm. Đèn soi mong ngóng nhìn ai. Nhớ rồi số tiền không có thấy. Trời ơi, mấy cái đứa kia không biết còn lên không lên đâu. Lên rồi. Cũng tỏ đi, chắc là sao chẳng làm việc hay là làm đi chơi chứ buồn. Nóng nhỉ? Hôm nay trời nó cũng khá là oi các bạn ạ. Nên là mình nướng cái này cũng cảm thấy hơi sai sai, nhưng mà nhìn hấp dẫn quá, như thế tốt rồi. Mà vì vất vả tót mồ hôi tí mệt mệt ăn mới cảm giác ngon. Đúng váng. Anh nói đúng thì đúng. Anh nói không sai đúng không? Ôi váng, nóng các bạn ạ. Nào cái món nướng này nó hơi vất vả các bạn nhé. Em trai sinh năm bao nhiêu? Hôm nay em cái là vất vả nhất các bạn ạ. Cái gì? Thì anh nó chưa có người yêu bây giờ anh. Đẹp vì như cái nó bị cháy đấy. Tối mình phải đăng thả những cái mới được. Bạn đi tuấn cho chúng ta ạ. Không. Yêu ai cũng được hay là yêu em đi. Ôi giời ơi. Lâu lâu thả tiếng câu like. Nhưng mà như thế thì anh cứ sao cũng tôi à. Rồi mặt trời xuống rồi các bạn kìa, nhìn trên lưng chừng núi ấy. Cái thời tiết ở đây thì nó chưa vào hè hẳn nên là nó cũng tối khá là nhanh. Anh em mình cũng nướng gà đã chín được khoảng 95% rồi. Đợi một lát nữa sẽ anh em mình sẽ ngồi quây quần với nhau nhá để ăn uống một chút.
từ chỗ mình lên chỗ váng thì khá là xa các bạn ạ. Tí về là khá muộn đó. Ôi, gà đây màu đẹp không này, vàng ươm luôn. Chín rồi. Quá xuất sắc luôn. Chín rồi. Hôm nay bởi vì là cũng bận xong là đông người thì mình cũng không review chi tiết được những cái món ăn này nó chi tiết các bạn nhé. Các bạn có muốn có cần biết những cái gia vị cần thiết cho món này thì hãy comment xuống bên dưới. Mình sẽ rồi, anh em mình đã hoàn thành rồi. Váng ơi, giơ gần cái con gà vào đây cho anh xem nào cho mọi người. Đây mọi người nhìn này, gà này vàng ươm luôn. Chết rồi, gà đẹp hơn váng rồi. Đâu về. Gà đẹp hơn em vừa sắp em sắp được ăn thịt gà. Nhưng mà em vẫn ngon hơn gà, yên tâm. Em sắp ăn nó rồi. Gà lướng các bạn nhá. Em sắp ăn con gà này rồi mà nó anh muốn ăn gà. Đấy, các bạn này xem gà ngon hơn hay váng ngon hơn thì bình luận bên dưới nhá. Ngẩng mặt lên xem nào. Yeah. Ok các bạn ơi, cuối cùng anh em mình sau một buổi trưa khoảng tầm khoảng 3 tiếng các bạn ạ, lên trên cái không gian rất là đẹp vô cùng này của bản Mông các bạn nhé. Thì bây giờ anh em mình sẽ xin phép dùng bữa thôi. Xin mời tất cả các bạn dùng bữa của anh em mình. Mình được cắn một nửa này luôn. Ồ. Cái này là toang rồi đấy. Đấy là no đấy. Toang. Ăn anh này. Đấy ơi, có ngon phải ngon không? Ăn nữa, ăn anh đi. Có đủ không? Ngon không? Ngon. Ừ, ngon thế. Thèm thế nhỉ. Nhỏ dãi. Rồi. Ăn đi. Ngon mà. Người to, người cầm miếng to luôn cho dễ. Các bạn ạ, à, đừng ngồi ở chân đồi này. Lần đầu tiên được đi ăn như thế này. Chuẩn men. Làm gì thì làm nó quan trọng. Vẫn là bóng hồng các bạn. Mời tất cả mọi người nhé. Do trời trong gần cuối rồi các bạn. Ăn đi, anh em ơi. To này á. Trong một trên này hết trống rồi. Mời tất cả mọi người nha. Cay lắm không cú? Nấm một tô vậy. Đấy, ăn xong bữa gà này em về em quên anh Quyền đúng không? Anh Huy này, còn anh là anh gì? Anh Đông à? hay là anh Long? Rất nhầm rồi, anh nhầm anh về. Công nhận đấy, tên giống nhau quá. Tên giống nhau, bắt đầu thịt cay. Em phải nhìn cái này, cay mà cái đầu. Cay thế. Mấy mọi người cũng to cái kia kìa, ngon. Không có sao tí, cay mà sao tí. To này á. Đấy, anh em mình có thời gian nhé, mà chuẩn bị hai đứa than trước ấy, thì mình mổ mọi đít đấy, xong là thổi với sôi nếp đấy, cho là mình nhét vào trong bụng con gà ấy, thì mình nhét đúng không? Chuẩn bị nhá, thì tối về em là hộ anh. Ăn hết dương ấy. Ăn ở trên này phong tục người Mông người trong để lại ăn hết. Dương thì cần về nấu cháo. Anh em mình xong xuôi hết rồi các bạn, bây giờ sẽ dọn dẹp. Những cái củi còn thừa kia sẽ đốt hết, còn những cái rác túi bóng thì sẽ gom mang về để bảo vệ cái môi trường không khí trên này tuyệt vời lắm các bạn. Và còn mình xin dừng video tại đây các bạn nhé. Nếu có hay thì hãy ủng hộ mình. Nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Váng ơi, chào mọi người đi em ơi.